Alo, xin chào các bạn. Thì trong video này chúng sẽ chia sẻ với bạn một điều rất tuyệt vời, đó là cái website học bán hàng online.net. Đây là cái website của trường và một số thầy khác đang chạy một số cái chương trình khóa học. Sắp tới còn có thể có rất là nhiều cái phần mềm, công cụ, ebook để cho các bạn có thể tiếp thị. Với website này thì các bạn có thể đăng ký và chúng ta làm tiếp thị liên kết. Hoa hồng các bạn có thể nhận được lên tới 51%. Khi các bạn đăng ký tài khoản và các bạn đăng nhập vào, chúng ta sẽ có 3 phần. Phần này, khi các bạn đăng nhập vào thì nó có phần 3 phần: tài khoản, phần khóa học của bạn, tiếp thị liên kết. Tài khoản là cái phần thông tin của các bạn. Khóa học của bạn, tức là nếu các bạn có mua cái khóa học ở đây thì nó sẽ cập nhật những cái khóa học của bạn ở đây. Và ở cái phần đây là phần tiếp thị liên kết. Ở phần tiếp thị liên kết ở đây các bạn có thể thấy những tên khóa học, giá của khóa học, giá gốc, giá bán. Đây là giá gốc của nó và đây là giá khuyến mãi. Và hoa hồng các bạn được chia sẻ bao nhiêu tiền, tương ứng bao nhiêu phần trăm ở đây. À, trạng thái của nó đang kích hoạt và các bạn có thể click vào từng khóa học để các bạn xem nội dung nó là cái gì. Nếu các bạn thích thì các bạn lấy nó đi tiếp thị và các bạn cần copy cái link ở đây. Đó, nó báo là copy thành công, là chúng ta có thể gắn ở bất cứ nơi nào. Đây, các bạn có thể gắn ở bất cứ nơi nào, nó sẽ khi ai đó đặt hàng, đăng ký học. Khi ai đó đăng ký học thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng tương ứng với cái số tiền chia sẻ ở trong cái dashboard các bạn thấy. Đây là cái link affiliate của các bạn. Mình theo dõi. Đây là hoàn chia sẻ của các bạn. Hiện tại thì sẽ lên rất là nhiều, đang lên dần cho các bạn. Khoảng 14 cái khóa học khác nhau và đang tiếp tục lên rất là nhiều những khóa học ebook phần mềm cho các bạn. Đấy. Và các bạn có thể xem trực tiếp ở đây, tiếp tục liên kết. Các bạn có thể xem ở đây hoa hồng các bạn nhận được là bao nhiêu để chúng ta bán. Đó. Ví dụ như bạn này sẽ nhận được 60.000 khi mà nó thanh toán. Đây là mình đang test ha. Còn thực tất của nó là thấp nhất là 200.000 các bạn. Đó. Rồi lịch sử thanh toán như thế nào. Đây, thông tin hết ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký nhé. Các bạn đăng ký xong thì các bạn mới vào đây và chúng ta sẽ có cái link để chúng ta đi tiếp thị. Các bạn có thể đi ra ngoài cái website chúng ta xem. Đây là ngoài website. Các bạn có thể xem là từng cái khóa học, những khóa học pha chế đồ uống của anh Trung là như thế nào. Anh Trung này thì chúng ta sẽ có khoảng 18 khóa học mà đang được đưa lên dần ha. Rồi những cái khóa học về kiếm tiền online là những cái khóa gì? Khóa về kiếm tiền với YouTube hay là khóa bán hàng thì gồm những cái khóa gì? Đây, rất là nhiều bạn có thể vào từng một các bạn xem và lấy những cái khóa học đó các bạn tiếp thị ha. Bạn thích khóa học nào thì các bạn click vào và chúng ta lấy cái link của nó để tiếp thị. Tất nhiên là link các bạn phải vào phần quản trị nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản nha. Đầu tiên thì các bạn click vào phần đăng ký ở đây này. Và các bạn nhập họ tên. Nhập Nguyễn Phúc chẳng hạn. Rồi email, mật khẩu. Các bạn phải nhớ cái mật khẩu này để chúng ta đăng nhập vào nha. Đó, đăng ký. Rồi bây giờ mình sẽ check email để mà chúng ta xác nhận nhé. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái email. Chúng ta đợi một tí xíu nhé. Các bạn có thể tìm ở phần promotion. Nếu không thấy thì tìm ở phần social. Hoặc là các bạn có thể tìm ở cái mục spam này. Đấy. Các bạn lưu ý là nó phải mất một khoảng... Trong khi chờ xác nhận email thì chúng ta có thể đăng nhập vào luôn nhé. Ví dụ email.
OK, khi các bạn đăng nhập vào thì đây, các bạn có thể click vào đây vào phần tiếp thị liên kết để chúng ta có thể là lấy tìm cho mình những cái khóa học. Sắp tới sẽ có ebook, phần mềm, công cụ và rất nhiều khóa học của những thầy khác sẽ nhận rất là nhiều đây để cho các bạn có thể lựa chọn và nhận cái phần trăm hoa hồng khi các bạn tiếp thị sản phẩm nha. Rồi khi các bạn mà đăng ký xong thì nó mất tầm khoảng 3 tới 5 phút. 5 phút thì các bạn cứ đăng nhập vào bình thường. Rồi sau đó khoảng 5 phút, 3 tới 5 phút sau chúng ta sẽ vào cái đây, nó sẽ gửi chúng ta kiểu như thế này, xác nhận thành viên. Các bạn click vào và chúng ta click vào xác nhận email là xong ha. Đấy, đơn giản là thôi các bạn ha. Rồi lúc này các bạn có thể tiến hành đi marketing rồi chia sẻ cái khóa học này bất kỳ các bạn mong muốn để chúng ta nhận được khóa học như đúng cái danh số chia sẻ đây. Rồi, ok, xin chào các bạn.